kinh văn thị danh đệ tam lập nhân y tâm thành vọng kế quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành sanh đảo viên trùng việt dịch đây là dạng thứ ba lập nên cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế trái xa với viên thông ngược với đạo niết bàn sinh ra giống đảo viên rằng đây là dạng thứ ba lập nên cái tâm nhân y dạng thứ ba của ngoại đạo lập nên suy luận sai lầm căn cứ vào ý tưởng cho rằng có nơi để nương tượng thành cái quả vọng kế hành giả lập nên quan niệm có một nơi để nương vào nên lập thành một thứ vọng chấp về quả trái xa với viên thông ngược với đạo niết bàn sinh ra giống đảo viên nên trái ngược hẳn với đạo Niết Bàn làm sinh khởi quan niệm điên đảo về sự viên mãn, đảo viên. Anh ta đi ngược với đạo lý viên thông rất xa, trở nên cố chấp vào một quan niệm sai lầm điên đảo về sự viên mãn.